Lễ hội té nước ở Thái Lan năm 2023 ghi nhận 236 người chết. Lễ hội té nước Songkran tại Thái Lan là một nghi lễ mừng năm mới hàng năm mang đầy ý nghĩa may mắn. Lễ hội thường thu hút sự tham gia của khách quốc tế. Nhưng với người dân Thái Lan, đây được xem là tuần lễ gắn liền với nguy hiểm và chết chóc. Hàng năm, báo chí Thái Lan phản ánh nhiều vụ tai nạn dẫn đến tử vong, kể cả du khách. Lễ hội té nước năm nay diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 4. Trở lại sau thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19, du khách khắp thế giới đổ về Thái Lan để tham gia lễ hội. Báo cáo từ Tổng cục Du lịch Thái Lan cho thấy xứ Chùa Vàng đón 300.000 khách quốc tế, thu hơn 18 tỷ baht, tức là khoảng 540 triệu đô, tăng đến 528% so với năm ngoái và đạt mức 58% so với trước dịch. Phó Thư ký Thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết có đến 2.008 vụ tai nạn, làm 2.005 người bị thương và 236 người thiệt mạng. So với dịp lễ té nước trước đó, số người bị thương tăng 18%, tổng số vụ tai nạn tăng 16%, số người chết giảm 4,45%, thủ đô Bangkok dẫn đầu số ca tử vong với 20 người. Tỉnh Nan ở phía Bắc Thái Lan ghi nhận tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất với 62 vụ và làm 63 người bị thương. Nguyên nhân phổ biến của các vụ tai nạn là lái xe quá tốc độ và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.